cá vậy luôn à? Cái người thử vào vào là trước mai.
Em xem nào. Thank you.
Thank you.
Em mê cua hay là cái gì cá? Cá chị ạ. Nhưng mà chả bên nào nó đả nhau loại loát bắt đầu. Bảo ấy, tôi qua nước con này. À, con này cắn á. Vâng, nước con này ở cùng ấy, nó cắn. Nhưng nó đã chết nhiều à? Đừng chịu kia này. Chỗ kia nó không khở được, nhưng chết hết. Anh lấy một cân ạ.
vâng. Chọn con vừa vừa thôi, đừng con to quá. Vâng, vâng. Đang nhé này, con to này không lấy đấy. Thế thì lấy giá gì nữa. Chưa. Nói chung là hai con hơn cân tí nhưng mà thôi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Trieu Mai Huong để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mày lấy về tiếp nhá. Vâng. Cái quả chám này nữa. Thank you.